Ở đây có bao nhiêu bạn bị dị ứng không ăn được cua nè, giơ tay lên. Mẫn nói cho mà biết nhà ai không ăn được cua là thiệt thòi lớn lắm á. Gì vậy mẹ? Cua hải sản này nè. Trời ơi, vậy làm đồ ăn ngon ngay mẹ. Trời ơi, quá trời là đã luôn nè. Mới đặt được một đống cua gạch với lại cua thịt ở bên chị Lâm Vân. Lấy cua về á, cái lật đật là mình phải đi chà rửa sạch cua, sau đó là luộc cua lên nè. Mình sẽ chế biến hai món nha. Một á là món cua luộc, hai là món bánh canh cua. Bạn nào mà mê hải sản tươi sống, đặc biệt là cua, ghẹ rồi ốc này kia các thứ á, thì các bạn có thể liên hệ với chị Lâm Vân để mua nha. Hoặc là bạn nào kỹ tính á, các bạn có thể tới tận nơi ở số 1 Phạm Huy Thông, phường 17, quận Gò Vấp để lựa trực tiếp luôn. Ở đây á là vừa có bán hải sản tươi sống mà vừa có bán hải sản chế biến sẵn theo yêu cầu của khách hàng luôn. Nhưng mà bữa nay á vẫn mua cua sống về để vẫn tự chế biến nè. Hải sản bên chị Lâm Vân được cái là hàng tươi sống mới mỗi ngày á, với lại cua là bao ăn đó nha. Úi cha, sau khi mà luộc cua xong bây giờ mình sẽ nấu nước bánh canh nha. Nấu nước bánh canh thì mình có xương, có củ cải trắng đồ này kia nè, sau đó mình sẽ nêm nếm cho vừa ăn. Có nước dùng rồi, bây giờ mình sẽ đi luộc bánh canh ha. Luộc bánh canh xong thì mọi người nhớ rửa qua với nước lạnh á để cho bánh canh nó nguội và nó không có bị dính. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tép cua nha. Trời ơi, cua gạch ngập tràn luôn quý vị ơi. Tùy theo sở thích, ai là fan của gạch cua thì chúng ta có thể chọn cua gạch, còn bạn nào mà thích ăn thịt cua thì mình kêu cua thịt. Ok nha, lấy miếng bánh canh nè, để cua sau đó để xương lên nha. Còn nước dùng của bánh canh á, mình cho thêm tí xíu bột năng cho nó kẹo lại, sau đó hâm nóng rồi mình đổ vô tô bánh canh. Ta da, trời ơi quá trời hấp dẫn luôn. Nước dùng bánh canh nhà tự nấu dĩ nhiên là phải vừa với cái miệng của mình rồi, bởi vậy khỏi phải nói là nó rất là ngon luôn nha. Cắt con cua ra, ta nói gạch cua nó đầy ụ luôn, nhưng mà các bạn lưu ý nha, khi mà mình mua cua gạch đó thì dĩ nhiên mình phải chịu là cái thịt của nó sẽ ít hơn, còn nếu mà các bạn mua cua thịt đó, cái gạch nó ít thì cái thịt nó nhiều. Sợi bánh canh dai nhẹ kết hợp với cái vị nước dùng rất là đậm đà luôn, đặc biệt là nấu với xương với lại cua nữa, bởi vì nó có vị ngọt từ xương và cua rất là tự nhiên. Ăn miếng bánh canh cho chắc bụng trước nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khui cua nha. Trời ơi, cua bên trong ha, gạch quá trời gạch luôn mà nó béo ngậy luôn quý vị ơi. Cua thì mình luộc vừa chín tới thôi, chứ mình đừng có luộc mà chín quá thì cái gạch nó sẽ bị khô. Còn khi mà vừa chín tới, cái gạch nó dẻo dẻo béo béo ăn rất là đã. Cái gạch cua này chấm với lại muối ớt chanh, trời ơi, ta nói nó chua chua mặn mặn, kèm cái gạch nó dẻo dẻo béo béo quá trời là mê rồi. Dĩ nhiên là ngoại trừ biết cách nấu nấu ngon ra thì cũng phải cần mua được cua cái chỗ uy tín và chất lượng nữa. Tại vì nguyên liệu phải ngon thì đồ ăn nấu ra nó mới ngon được chứ đúng không? Mọi coi cái càng cua nè, thịt chắc nịch mà ngọt thịt lắm luôn á. Không biết là mấy bạn không ăn được hải sản á, coi cái clip này có thèm không nữa. Lỡ mà có thèm quá thì thôi, vẫn chia buồn với mấy bạn nha, tại vì không ăn được hải sản là một thiệt thòi quá trời bự luôn á.